chào anh em nha. Mình bên trại trấu thành phố Hồ Chí Minh. Đây. Đây là dòng Rottweiler ha. Dòng chó này là dòng chó Đức nha anh em. Ở Việt Nam hiện tại thì sẽ có hai dòng. Một dòng Serbia, nó cũng là con rốt gốc Đức, nhưng mà người Serbia người ta nhân giống. Còn một con nó thì là gốc Đức. Ví dụ như con này đi, con này là gốc Đức này. Cái mỏng nó sẽ hơi dài hơn chút xíu, cái đầu nó nhỏ hơn. Những con giống của mình ở đây á, thì đều là hậu duệ của những con Đực có tiếng ở trên thị trường. Đó, ví dụ như con này, Eucalypt, thì nó là con trai của Husa, là một con Đực giống rất là được nhiều người biết đến. Còn đây là Gato qua đây, qua đây bạn. Con này là con Đực nhập từ Sapi anh em nha. Đó, con này là Ben, con này là hậu duệ của Bandit, cũng là một con Đực nhập ở Việt Nam, nhập về Việt Nam. Con này là hậu duệ của con đó. Đó thì mình giới thiệu với anh em á, đây là cái giống Rottweiler, hay còn gọi là Rotti. Đó, gọi Rotti cũng được, gọi Rottweiler cũng được. Thì đây là một cái dòng chó rất là lớn, rất là lớn. Cân nặng của một cái con Đực trưởng thành nó có thể là đạt tới 60 kg hơn, có những con có 60 kg hơn luôn đó. Con cái thì nó khoảng 35 tới 45 kg. Ví dụ đây là con cái, đây là con cái này. Đây cũng là con cái này. Thì như anh em thấy đi, hai con này ra chơi với nhau thì thực sự ra mà nói là hai con này nó không có trưởng thành cùng nhau nha, nó không có nuôi chung mà trưởng thành cùng nhau từ nhỏ tới lớn. Chính vì vậy đã cân nhắc rất là kỹ khi mà đưa cho hai bé này ra chơi với nhau. Đó, thì anh em lưu ý nhé, không phải con Đực nào nó cũng chơi được với nhau, đặc biệt là các con Đực phối. Đó, đặc biệt là các con Đực phối, bởi vì phối á, khi mà phối giống thì nó sẽ cạnh tranh nhau với con cái. Chính vì vậy á, nó rất là hay đánh nhau, mang tính chất là nó đánh nhau để tranh chấp cái vị trí đầu đàn, giành con cái. Thì khi mà chơi với nhau thì anh em nên cân nhắc để thả những cái con chó lớn này ra chơi với nhau, tránh tình trạng là đánh nhau nha. Và đánh nhau thì rất là khó can thiệp, bởi vì cái lực của nó rất là lớn và rất là khó để mà can thiệp được tụi nó. Chính vì vậy anh em cần nhắc kỹ. Ở đây thì mình thả hai con Đực này, thì thực ra mà nói kỹ, ở đây thì mình thả hai con Đực này, thì thực ra mà nói tính cách của hai đứa đó rồi thì mình mới dám thả. Con Gato á thì nó rất là nghe lời. Gato, tới đây, go. Đó, bạn thấy là Gato. Đó, Gato thì bản chất nó rất là hiền. Đó, bản chất nó rất là hiền, nó chỉ giữ với người lạ thôi. Đó, nó mặc dù nó lớn bằng con này, đó, cao hơn luôn, dài hơn luôn, nhưng mà nó sẽ không đánh lại con đó. Đó, bởi vì cái bản chất của con này nó nhường nhịn. Đó, thì như con này các bạn thấy nó cụp cái lỗ tai lại, bình thường nó không cụp vậy đâu, khi mà nó cần nhau thì nó mới cụp lại vậy. Thì mình đã tìm hiểu kỹ hai cái đứa này rồi thì mình mới chấm cho ra nha anh em nha. Cho nên anh em cũng lưu ý là nuôi các cái dòng chó lớn, nếu như anh em nuôi chuồng mà anh em nuôi mang tính chất là để phối giống thì rất là dễ xảy ra đánh nhau. Đó, không có cẩn trọng. Đó thì để được thả ra được như thế này thì anh em rất là cần thiết một cái người chủ mạnh mẽ để làm sao mà mình có thể nói được nó nghe. Đó, và nó phải buộc lòng phải nghe mình và nó sợ mình khi mình la, chứ không sẽ xảy ra đánh nhau á là rất là mệt. Đó thì lưu ý để anh em nuôi các cái dòng chó lớn á,
làm sao để mà khi thả ra thì anh em không có gặp những cái rủi ro. Ôi rủi ro tụi này mà đánh nhau nó kinh khủng khiếp lắm, không can nổi đâu. Con này nó nặng gần bằng mình á, mình 70 kg, nó hơn 60 kg rồi đó. Đây con gato này, con này cũng chặt chặt cũng khoảng năm mấy, sợ gần 60 kg đây đó. Thì bữa nay cũng làm cái video này để chia sẻ tới anh em một cái dòng chó Rottweiler. Cái dòng chó này là cái dòng chó lớn và là cái dòng chó ở nước ngoài thì người ta dùng để chăn cừu, để dùng để giữ nhà, dùng để giữ trại, dùng để làm chó nghiệp vụ. Thì cái dòng chó này nó du nhập vào Việt Nam khoảng được mười mấy năm, mình không có biết rõ đâu. Thì mình biết là nó khoảng tầm 15, 16 năm gì đó. Về Việt Nam thì nó tương đối là phù hợp với các khí hậu của Việt Nam. Và được một cái là dòng này nó rất là ham ăn. Chính vì vậy mà đối với cái thức ăn Việt Nam mình với một cái chế độ dinh dưỡng không được như ở nước ngoài, nhưng mà vẫn tốt đó. Và đặc biệt đó thì nó rất là uy lực nha. Gato tới đây, Gato tới đây. Thôi, Calip đứng lại đó. Đó thì nó rất là uy lực nha. Nhìn vô một con chó như vậy á, thì thật sự ra mà nói á, nếu những người mà ít thấy cái dòng chó lớn thì rất là sợ nha, bởi vì nó quá bự, nó quá bự. Đó, đặc điểm á, sau khoảng 10 năm mình nuôi cái dòng chó này á, thì đặc điểm của dòng chó này đó là gì? Nó rất là trung thành. Đó, thứ hai nữa, chỉ số thông minh nó cũng được xếp ở top. Đó, top 10 là những cái con chó mà thông minh nhất thế giới. Đó, thứ ba nữa là mình nhận thấy một điều đó là gì? Làm bạn với con người rất là tốt. Nó rất là thân thiện với trẻ em. Đó. Nhưng nó lại là không, rất là không thích hợp đối với những cái gia đình nào có cái diện tích nuôi nhỏ và không được thả. Đó. Bởi vì nó quá lớn, chính vì vậy khi mà nó nạp năng lượng vô thì nó cần phải xả cái năng lượng đó bằng cái phần động. Thứ hai là cái thân hình nó rất là lớn, chính vì vậy mà nó cần một cái lượng canxi. Thôi Calip đi ra, đi ra, Calip đi ra. Rồi, không có gừ, ba đánh đòn. Đó, nó gừ rồi đó. Nó thấy mình chơi với con này, con kia nó lại này. Rồi, Gato tới đây, Gato tới đây ba. Calip không tới, Calip đi ra. Calip đi ra ngoài, nhớ lên. Đó. Thì cái thân hình nó rất là mạnh, chính vì vậy mà mình cần một cái lượng canxi rất là cao và cái chế độ nuôi cũng như vận động thiệt là phù hợp. Một ngày như vậy á, thì những bé này được mình cho ra ngoài khoảng 2 tiếng một bé. Đó, thì tùy vào, ví dụ như nhà mình nuôi cũng mấy chục con. Đó, tùy vào cái tính cách của từng lứa thì mình sẽ sắp xếp làm sao để cho các bé chơi được một cách phù hợp nhất. Ghép đôi chơi với nhau hoặc là 3-4 đứa chơi với nhau, miễn sao là nó không có cách, nó không có đánh nhau. Đó, tránh tình trạng đánh nhau nha anh em. Đánh nhau là mình nói thật luôn, can thiệp là cực kỳ khó. Đó, đặc biệt là những cái giống chó này. Đó, nếu mà nuôi mà mình không có dạy nó kỹ á, có nghĩa là mình không la, mình không rầy nó, rồi mình không có dùng cái hình sự với nó đó, thì đảm bảo luôn khi mà đánh nhau á là chỉ có bó tay thôi. Cũng rất là nhiều cái trường hợp là khi mà can thiệp, khi mà lúc mà đánh nhau á thì đã xảy ra cái thương tích do cho con người. Cái điều đó là cái điều không ai mong muốn hết. Cho nên lưu ý đối với các bạn nuôi cái dòng chó lớn này đó, đặc biệt là Rottweiler, thì nên đặc biệt là các con đực nha, các bạn nên có những cái chế độ dạy dỗ gần gũi nó thường xuyên để làm sao khi mình nói chuyện với tụi nó thì tụi nó nghe lời.
và mình la tụi nó thì tụi nó biết sợ và phải tuân theo cái mệnh lệnh của mình, chứ không có được là để cho tụi nó đánh nhau rồi dẫn tới những cái suy nghĩ không có tốt về cái dòng chó này. Bởi vì bản thân nó cũng giống như con chó nhỏ thôi, những dòng chó nhỏ thôi, nhưng mà vì nó lớn quá, chính vì vậy mà khi mà nó đánh nhau thì mình rất là khó can thiệp. Thường thường thì mình thấy các con chó đánh nhau có hai cái lý do mà nó đánh nhau. Một đó là nó giành nhau cái lãnh thổ, chiếm vị trí đầu đàn. Hai là đánh nhau vì đồ ăn, đó có nghĩa là nó giành đồ ăn với nhau, nó đánh nhau. Ba là nó đánh nhau vì cái các con chó cái khi mà lên giống. Đó, khi mà lên giống thì đương nhiên là các con đực này nó sẽ theo. Gato, tới đây. Gato, lại đây. Bạn hỏi Gato mà, Calix sao lại đây? Rồi Calix lại đây. Calix lại đây. Đó, Gato tới đây. Đó. Thì đó là các nguyên nhân mà mình thấy rằng khi mà các bạn nuôi các cái dòng chó lớn này, đó là các lý do mà nó đánh nhau. Một lần nữa thì mình rất là lưu ý với các bạn là nhớ các bạn phải có những cái hình thức dạy dỗ thật là tốt để làm sao mà con chó nó phải vâng lời. Và cái khi các bạn thả chơi ra chung, ví dụ như mình đây, mình nói thật là cái này không phải mình quay video mà mình phải đứng canh, mà khi mà tụi nó chơi chung với nhau, đặc biệt là những con đực không trưởng thành cùng nhau, thì buộc mình phải canh. Cả tô không được nhìn em vậy, nghe chưa, vui vẻ lên. Đó. Nó lườm nhau một chút xíu thì mình phải la lên, mình phải canh. Đó, một thời gian rất là dài. Gato thì nó mới về nhà mình, còn Calix thì nó ở nhà mình khoảng hơn một năm rồi. Đó, thì mình biết cái tính của con Calix, chính vì vậy mình mới đưa cho nó ra chơi với Gato. Đó, chứ không á là hai con ra là nó chắc chắn là nó đánh nhau. Đó là một số cái lưu ý khi mà các bạn chơi những cái dòng chó lớn, đặc biệt là chơi cái dòng Rottweiler này, thì mình có những cái lưu ý như vậy để cho các bạn lưu tâm khi mà các bạn muốn tìm hiểu và chơi cái dòng chó này. Một cái đặc điểm nữa về cái dòng chó này đó là cái gì? Đó là cái chăm sóc nó về vấn đề là dinh dưỡng. Thì như mình ở đây, mình chủ yếu là cho các bé này ăn gà rồi bò với lại là bổ sung canxi rất là nhiều. Đó, thì để làm sao mà khi mà các bạn chơi một con chó nuôi lớn lên, nhìn nó bóng bẩy, nhìn nó đẹp như vậy, trưởng thành như vậy, thì cái niềm đam mê của bạn, các bạn không có bị thất vọng khi mà các bạn nuôi một con chó. Chứ có nhiều bạn bỏ tiền ra mua một con chó này về, rồi tới lúc các bạn chăm sóc không tốt, nó sẽ ra một cái hình hài không tốt. Chính vì vậy các bạn sẽ làm giảm cái đam mê của các bạn xuống đối với cái dòng chó này. Ok, thì mình vừa mới giới thiệu với các bạn về con chó Rottweiler, cũng như cơ bản về cái tính cách, nguồn gốc xuất xứ, cũng như là làm sao để các bé đực này nó chơi chung được với nhau một cách tốt nhất và không xảy ra tranh chấp, cũng không xảy ra đánh nhau, và làm sao để mà dạy được chúng như vậy, đặc biệt là các con đực nha. Cái với đực chơi với nhau thì không đánh đâu. Rồi, những video sau thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới những cái đặc điểm cũng như cách nuôi, cách chăm sóc, dinh dưỡng, cũng như là những cái nguồn gốc sâu xa hơn về cái dòng chó Rottweiler này. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, cũng như là được bình an tới cái đại dịch. Đây. Chạy cho Lucky ha. Okay.